Xin chào mọi người. Bây giờ thì mình đã ở nhà bà chồng và hai vợ chồng thì vừa tới nhà bà chồng lúc này khoảng tầm chắc 1 tiếng trước mọi người. Thì vườn đang rất là xanh luôn, sau lưng mình đây. Giờ hoa nở rất là nhiều rồi. Chắc cô nói là quay cho mọi người xem hoa gần hơn đi. Mình sẽ quay ngược lại để mình cho mọi người xem nha. Ở đây có nhiều loài hoa khác nhau, mình biết mỗi cái hoa này giống kiểu hoa cẩm chướng ha. Hay là hoa thực dược gì đó. Hoa ly. Hoa này thì mình không biết tên mọi người. Cái táo này cũng đã có nhiều trái. Năm nay không có nhiều lắm ha. Mà nó còn kiểu nhỏ nhỏ ấy. Bị xấu nhiều ấy. Wow, lại ơn nhiều màu chưa này. Lại ơn hồng, lại ơn màu cam, lại ơn màu tím. Bên này cả bụi hoa này mình không biết tên. Nhiều màu luôn, tím, trắng, hồng hay là đỏ. Bên này thì mình tính là bây giờ mình sẽ di chuyển sang đây. Giờ mình sẽ đi với ba với là Yakon. Rất là nhiều hoa luôn mọi người ơi, mùa hè vẫn còn. Hôm nay nhiệt độ khoảng tầm là 20 độ. Ui ơi, ở đây rất là nhiều ong luôn, trời ơi. Bao nhiêu nói ta. Trời ơi, cây này rất là nhiều ong luôn. Trong này. Nhiều hoa này chưa này. Còn trước đây là nếu mọi người xem video lần trước thì mọi người sẽ thấy là lúc đó thì cả nhà đang còn trồng khoai tây. Bây giờ thì cái vườn khoai tây nó đã lên rất là tốt rồi mọi người. Đảm bảo là ở dưới này cũng đã củ rất là nhiều rồi đấy. Nhưng mà không biết là khi nào ba chồng mình sẽ thu hoạch thôi. Ở đây thì là có rau dê này, à củ dê này. Mà chắc nó đang nhỏ nên ba chưa có thu hoạch. Rồi là thì la này, cà rốt này mọi người. Đây là cà rốt. Mình sẽ quay từ từ. Có rất là nhiều anh chị và các bạn bình luận nói mình quay nhanh quá mọi người, coi bị chóng mặt thì mình rất là xin lỗi mọi người nha. Nếu mà nên mọi người góp ý như vậy thì mình sẽ cố gắng cải thiện dần dần, quay chậm lại. Tại vì mình cứ nghĩ giống kiểu mắt mình nhìn thì sẽ nhanh nha mọi người, nhưng mà camera nó không có nhanh như cái mắt của mình. Cái này là một cái gian đầu Hà Lan luôn mọi người này. Mình sẽ hái một trái cho mình ăn thử. Ui ơi, nó rất là kiểu giòn luôn đấy. Wow, bên trong này mọi người. Ở bên này thì người ta sẽ ăn đậu Hà Lan là ăn tươi sống như thế này mọi người ạ. Nó rất là giòn và ngọt đấy. Đây là hành. Hành này là trong lấy củ. Có dưa leo nè. Dưa leo trái nhỏ nhỏ, dưa leo này là avo gì avo ma kuruku mọi người, kiểu là nó mọc ở ở đất như thế này á, nó mọc nằm như thế này. Bên kia cũng là hành baro. Ở đây thì mấy cái cây rhubarberry này là cũng hồi lúc mà video lên trước thì nó rất là tốt, chắc ba chắc nhiều rồi. Giờ thì mình sẽ đi sang phía bên kia ha. Ba và gia cô đang xem. Bên đó cũng có rất là nhiều thứ hay ho, mình sẽ đi qua đó cho mọi người xem tiếp. Đây. Wow, mọi người có biết cây này là cây gì không? Cây này là cây nho. Wow, Palion. Palion. Aha. Ba chồng mình nói rất nhiều quá ba, mà ba nói cái này vẫn là chưa nhiều đâu con. Bắt đầu chín rồi nè, nho nè mọi người, nho nè. À, ba cho mình một trái ký tật. Nó, con viết là ba hành vi rồi hả? Dơ. Phải chưa chín lắm, đây nó vẫn còn xanh. Hột nó to chứ nè.
oikeastaan 3 vuotta, vaan tässä oli toi yksi uusi, mikä tuossa pienessä penkissä kuoli viime talvena. Hottaa mä ngö. Hottaa se toa tai sinä mä hottaa. Nó cũng ngọt ngọt rồi nhưng mà hơi chua. Wow, đây là cái vườn mâm xôi của ba mình nè mọi người. Hãy thải một trái ăn nha. Nè, ui ơi, con ông la mình sợ hết hồn luôn. Đây, mâm xôi đây. Mâm xôi Phần Lan rất là ngon, ngọt và thơm mọi người ạ. Lúc gì mà mình ở gần ba thì mình sẽ về thăm ba và được hưởng thưởng thức cái này thường xuyên hơn. Nhưng mà ở xa nên là lâu lâu rảnh cuối tuần mới về á mọi người. Wow, nó rất là to luôn á. Nó xí xỏ. Kì tos. Bà chồng hại cho mình một nắm. Eri là gì? Se on vähän eri makuun. Niin, se on vähän makeempi toi. Ai. Se on parempi ja toi mikä on enemmän. À, cái này là loài khác mọi người. Kiểu giống khác á. Cái này nó ngọt hơn nhưng mà ta ăn mà kèm đi. Tää on mun mielestä maukkaampi. Tää on maukkaampi. Tää on vähän, että periaatteessa villivattu, eli luonnonvattua enemmän. Se on jalostettu, mutta tosi hyvän taimisiin. Eli varmaan, eilen kun mä keräsin, toi oli ihan hirveästi. Trời, anh đã lạc mất trong cái vườn mâm xôi rồi. Lạc mất bóng hình anh. Cái này thì nó có vị hơi chua mọi người. Nó kiểu ngọt nhưng mà nó có vị chua thanh nhá. Còn cái loại bên này thì là ngọt hơn nhưng mà nếu mùi mau ạ. Mùi vị nó không có ngon bằng. Ngon. Này là dâu tây mọi người. Dâu tây mà chắc ba thu hết rồi. Dâu tây thì không còn trái nào. Hay không hay nào. Mà chỉ có saatiin me tänä vuonna aika paljon mansikoita. Oliko vai ei oo? Ei ole enää. Aijaa. Oli paljon, mutta ei ole enää. Jaa, bà chồng nói là nó cũng có nhiều trái đã ăn rồi mọi người. Giờ thì bắt đầu lên trái mới chứ không có đã chín nữa. Kitos hibaritos. Dạ, cô hỏi là một trái nhỏ xíu. Này cũng hành củ nè. Trái này là trái một loài trái mỏng ở phân mọi người. Mustaheruka. Trái Mustaheruka. Mình không biết tên tiếng Việt hay tiếng Anh mọi người. Mình chỉ biết tên tiếng phân thôi mọi người. Cái này rất là thơm và ngon mọi người ơi. Nhà bà trong mình có rất là nhiều luôn. Đây là một bụi này. Bụi. Dạ, cô nói vừa quay cáo ra cho mọi người xem. Cái này là Carviainen. Carviainen màu đỏ mọi người. Nó có hai màu á. Có loại màu xanh, vậy là cái này là loại màu đỏ. Loại màu xanh khi chín nó cũng màu xanh. Còn loại màu đỏ này thì khi xanh nó màu xanh. Đây này, nó có loại màu, hai màu khác nhau đây. Hai loại đó mọi người. Cái loại màu xanh này lúc chín nó hơi kiểu ngả vàng một tí. Đó. Rồi bên này thì sẽ có cái chuối ngọc. Trái chuối ngọc màu đỏ mọi người này. Bên này cũng rất là nhiều trái chuối ngọc đỏ luôn. Cái này thì là Mustaheruka, là kiểu trái chuối ngọc màu đen. Đó. Dạ cô mới hái được cho mình một trái cà chua trong nhà kính của bà này. Bà đóng cửa rồi mình không có vô được. Nên tự mở được. Đây. Trong này là bà có trồng cái gì đây? Wow, dưa leo. Dưa leo dài mọi người. Bên này tới Phần Lan thì cái giống lưa, dưa leo dài như thế này thì rất là
phổ biến, nó phổ biến hơn so với cái loài dưa leo mà trồng ở nằm ở đất đó. Như lúc này mình có quay cho mọi người xem á. Đây là cà chua này, wow, cà chua trái to, cà chua trái nhỏ, mini. Bên này cũng rất là nhiều cà chua luôn. Phòng này đa số năm nay ba tan trong cà chua. Như năm ngoái là còn có ớt rất là nhiều nữa mà. À đây này, bên này cũng ớt nhưng mà cây ớt bây giờ mới bắt đầu ra hoa chứ chưa có trái. Chưa có trái nha. Chắc chắn là nó sẽ rất là nhiều trái luôn. Ba bao trong cái gì nó cũng ra nhiều mọi người. Đây, em sẽ đóng cửa lại cho bà. Đây mình sẽ quay cho mọi người xem cau ra mọi người. Cau ra là một cái loại thực phẩm giống như kiểu lúa gạo ở Việt Nam mình nhá. Đây. Ở bên này thì cau ra được làm bánh mì rồi là nước sữa uống. Nói chung rất là nhiều nhiều thứ từ cái cau ra này. Đây, lần đầu tiên mình cũng được tận mắt sơ tay và chứng kiến một cái vườn, một cái đồng đồng cau ra là hình như là có phải là lúa mạch hay yến mạch gì đó trong tiếng Việt ấy. Để mình kiếm một cái hạt ở bên trong. Là đây. Đây mọi người. Cái này chắc là sẽ sắp được thu hết rồi. Để mình thử ăn cả một. Cái này là lúc còn xanh nè. Đang còn xanh nè. Con này là đã chín rồi. Nó có như lúa của mình luôn. Này mọi người, nó như kiểu hạt lúa, tức là nó có vỏ, xong rồi ở trong nó như thế này á. Đẹp ha. Cháu ra nhìn đẹp quá. Một cái vườn rất là rộng luôn. Cái này là của hàng xóm mọi người ạ. Cái này là không phải là ba Minh Tông đâu. Đó. Một mảnh vườn. Ba chồng đang cho cô xem củ dền với lại là củ cà rốt. Bà chưa hề nhổ khoai tây luôn. Ít cả mấy loại nào ăn vào là mì ta. Periaatteessa ne on valmiita jo nyttenkin, mutta tota, ne varmaan kuukauden päästä kaivetaan ylös. Joo. Kuun alussa ylös. Joo. Mutta siellä vähän rutta tulemaan näköjään lehti, että se pitää varmaan leikata alas sitten ennen kuin. Joo. Mình hỏi bà khi nào thì cái này bà nó đã đủ để mà mình thu hết. Thế bà nói là giờ thì nó cũng có củ với này kia rồi, nhưng mà để cho thật sự nó nhiều với lại kiểu to đủ thì là đỡ đầu tháng 9 thì sẽ là nhổ lên mọi người thu hoạch. Hai ba con đang còn ăn đầu. Ba ăn cái gì bằng cho con Dani hết ra mọi người. Mọi người đây có cái loài hoa này mình không biết tên nhưng mà nhìn nó rất là giống hoa mai luôn. Cùng năm cánh. Nhìn y chang hoa mai à. Màu cũng vàng vàng rực y chang luôn. Còn bên này này, nhìn giống y chang hoa đào luôn. Cái này là Tết đến. Thực ra thì nó mới nở mùa hè thôi, chứ nếu như nó nở kiểu mùa đông thì đúng là giống như làm thành hoa đào hoa mai đón dịp Tết đến luôn rồi. Nè, rồi cũng có cái nhụy cũng giống luôn à. Trời ơi, thật là hay ho. Đẹp quá luôn á. Đó thì mình quay chia sẻ với mọi người những cái gì trong vườn ba mình, ba chồng mình hiện có. Cảm ơn mọi người, chắc là mình sẽ dừng video ở đây ha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem video. Có gì mọi người bình luận cho mình biết cảm nhận của mọi người nha.
tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một ngày vui vẻ.